chỉ mong sao. Gieo nỗi đau vì không thật sự ý thức. Cho đến một ngày nọ nó đã ngừng, thôi không còn muốn viết gì thêm về chuyện tình yêu. Lòng đã nát tan hay chưa thì cũng đâu rõ, vì bận thì nên một mơ vừa thiếu. Nó rút từ trong ví ra mảnh giấy, vẽ về hy vọng khát khao sao chỉ còn gò lòng bàn tay. Là trên con sóng càng muốn lặng thì càng say, di chuyển vô thường tự như chiếc lá vàng bay. Ưu tư trong tâm can càng đổ đi lại tràn đầy, tiêu cực nuốt chửng hình thành thói quen hàng ngày. Yêu bản thân nhiều không, nó nói bằng này, thế mà với chuyện buồn thì vẫn hăng say. Thế mà với chuyện buồn thì vẫn hăng say. Và nó nghĩ mình ăn may, nên thi thoảng thần tự thưởng cho mình một cốc old fashion ít đường hồng sống chậm lại một chút. Suy nghĩ giản đơn tự như chiếc thuyền đợt mộc, đời này không biết có nên vào với lọc cọc. Sống chậm mà gấp thường trả lời cọc lốc, và nếu có thể nó chỉ muốn mình độc thân. Tại sao tiên phải học lễ khi cần phải học nhân, mong kiếp sau là lá cỏ nếu không hãy là một nhân. Để tập thư tha an yên trên đường đời, giá như anh có thể rời vị trí vẫn thường ngồi, khỏi vùng an toàn nếu mình thở lối thường tới. Tập mở lòng ra để thích nghi môi trường mới, tập chấp nhận để thấy đau khổ là thường thôi. Tập đại từ nhân sinh để biết lúc nó nhường ngôi, tập biết hài lòng cuộc đời này chỉ tương đối. Tập cách chống chọi được những điều không lường tới. Giá như anh có thể học được cách buông tha, đứng dậy bước tiếp thay vì mãi vùi trong buồn bã. Giá mà anh có thể kiểm soát được cảm xúc, không để nó mặc sức cứ tùy tiền mà tuôn ra. Giá mà ta vứt được cái tôi lại đằng sau, giá được đặt quyền lợi bản thân lên hàng đầu. Giá như ai cũng có thể lùi lại một bước để biết được mọi thứ tồn tại đều quan trọng bằng nhau. Mọi thứ đều quan trọng bằng nhau, nên là nếu không thể cùng cộng sinh thì không đừng tìm cách để chứng minh một cái gì đó tồn tại là vô nghĩa. Cơn đau nào rồi vẫn thường rất hay âm ỉ, chỉ chưa xác định được ở tâm thất hay tâm nhĩ. Ta luôn có vấn đề với con chó đang làm lì, tiếng gầm rú ồn ào nhưng chỉ tựa đang thầm thì. Là câu chuyện của tâm lý phản bổ với tâm trí, là những thứ vô nghĩa trong có vẻ thật thâm thúy. Đôi điều vốn giản đơn lại bị phân tích quá nhiều, nên tự theo dệt thành trăm ý là chiếc nhạc thật lâm ly, được lọc qua âm ly. Buồn có gì vui mà sao vẫn ngồi chăm chỉ, bản thân thế nào rồi sao không hỏi thăm đi. Quan tâm điều gần gũi sao cứu hoặc xa xăm chi, để lòng mình lặng im thay vì luôn ầm ĩ. Vài lần nhạc thách để khi cần hãy đậm vị, như là Hakuta đêm về ta vẫn thường đêm mấy giọt buồn để lại ra nhâm nhi. Sao bản thân mình quá nên là quay lại thôi, ta cay rồi bởi vì đủ hay ngại môi. Sai lầm thì chỉ mới đây phải rồi, lặp lại nhiều lần từ người say phải. Ta kẹt trong đau khổ vì không biết thứ tha, quan trọng là học cách thông cảm cho mình trước đã. Không còn trách bản thân, thứ ta học được là nhắm mắt hài lòng cho những chuyện cũ qua. Nhắm mắt hài lòng cho những chuyện cũ qua. Nhắm mắt hài lòng cho những chuyện cũ qua. Đêm buồn sẽ không còn rủ ta. Chỉ mong sao cho hận thù trong giấc, niềm tin ta đem sẽ chia sẻ dàng hơn. Ngừng gieo nỗi đau vì không thật sự ý thức. Người hơn thua nhau có chẳng mong được niềm vui. Sống yêu thương thôi sao giờ đây quá khó. Là người sinh sôi nên có cây không được ở nơi. Tìm đâu lối ra khi ta còn hai câu chơi. Vô thường, vô thường, vô thường, vô thường, vô thường.